Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã và đang theo dõi video. Thưa quý vị, ở video này tôi xin chia sẻ cùng quý vị cách để hoán đổi các token thể thao thông qua cái app SoulSideOS.com. Ở những video trước, tôi đã chia sẻ cùng quý vị đăng ký sử dụng cái app SoulSideOS này rồi. Đây, chính là cái app này, SoulSideOS.com này. Như quý vị đã biết, SoulSideOS chuyên về nền tảng phát hành các token liên quan đến thể thao, đặc biệt là môn thể thao vua. Bây giờ tôi sẽ vào wallet. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn CSZ ở cái app SoulSideOS này rồi. Và tôi sẽ hoán đổi cái token của câu lạc bộ Manchester City ra cái đồng CSZ thông qua cái app SoulSideOS này. Hiện tại ở đây tôi đang có 3 token City của câu lạc bộ Manchester City. Tôi sẽ chọn vào đây, chọn tiếp vào sell để bán. Tại OCT tôi sẽ chọn và nhập cái số lượng muốn hoán đổi, rồi tôi sẽ chọn vào sell city. Và đây là toàn bộ thông số quý vị hoán đổi từ city sang CRS. Phí hoán đổi ở đây là 0.43 CSZ. 3 Man City sẽ được 71.57 CSZ. Bây giờ tôi sẽ tích vào cái ô đồng ý. Rồi chọn vào Sell City. Ok. Quý vị có thể chờ từ 1 đến 3 phút để mạng lưới blockchain họ xác nhận. Bây giờ tôi sẽ vào kiểm tra lịch sử trạng thái giao dịch. Quý vị có thể chờ mạng lưới blockchain họ xác nhận từ 1 đến 3 phút. Hiện tại thì SoulSideOS.com vẫn đang sử dụng cái mạng lưới blockchain Chinichain V1, cho nên là tốc độ có thể hơi chậm. Tôi cũng rất hy vọng và mong muốn SoulSideOS sẽ sớm cập nhật cái Chinichain V2. Bây giờ tôi sẽ back lại, tôi sẽ trở lại cái wallet. Ok, đã trừ City ở đây rồi. Đó, trừ City rồi. Ok, một trạng thái giao dịch đã hoàn thành. Quý vị cũng có thể vào cái blog Xbrowser để kiểm tra chi tiết hơn. Đây, phí được tính bằng CSZ là 0.43 CSZ. 3 City. 3 City là được 24.1 CSZ. Còn đây là cái ngày giao dịch và cái thời gian giao dịch. Rồi, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này. Quý vị ai chưa có tài khoản SoulSideOS hoặc tài khoản sàn Chini, quý vị hãy đăng ký lấy mã tôi để bên dưới video này. Và nếu như thấy video hay và hữu ích, quý vị đừng quên đăng ký, chia sẻ, theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.
Chân thành cảm ơn.